Chào các bạn, tiếp theo trong chùm 72 vận đấu tuyệt đỉnh công sát của mọi thời đại, kênh xin được tiếp tục giới thiệu một cái vận đấu gần như đã đi vào lịch sử kinh điển của bộ môn cờ mà khán giả mến mộ không thể nào bỏ qua. Và trước khi bắt đầu thì tôi xin được mượn lời của tác giả Mai Quỳ Lân từ một cái bài dịch về các cái vận đấu kinh điển từ cổ chí kim, có thể nêu bật lên khung cảnh bao trùm của toàn trận đấu để mà người xem có thể mường tượng được tính khốc liệt của nó. Năm 1960, kỳ đàn Trung Quốc ngoài việc chứng kiến sự xuất hiện của thiên tài Hồ Vinh Hoa khi mới 15 tuổi đã bất ngờ đoạt vị đăng quang lên ngôi bá chủ của tướng Trung Hoa, thì còn một sự kiện khác cũng rất đáng chú ý, đó là Lý Nghĩa Đình ở Hồ Bắc đã mở một kỳ quán giao đấu với tất cả kỳ thủ khắp nơi. Và đặc biệt hơn nữa là riêng trong năm 1960 này thì ở tất cả các cuộc chiến đối kháng giao hữu mà Lý Nghĩa Đình tham gia đều giành chiến thắng một cách rất thuyết phục, các đối thủ đều phải vô cùng thảm hại. Họ Lý vào thời gian này vốn đã không còn là một cái tên xa lạ với kỳ đàn Trung Hoa nữa, tại vì từ năm 56 cho đến năm 59, Lý đều đứng trong hàng ngũ quốc thủ của Trung Quốc. Và đến năm 1958 thì Lý Nghĩa Đình đã chính thức lên ngôi và trở thành nhà quán quân thứ hai trong lịch sử của tướng Trung Quốc. Họ Lý không chỉ nổi danh với một kỳ thủ tài ba từ khi còn rất là trẻ, năm 1960 này thì họ Lý mới chỉ có 23 tuổi mà thôi, nhưng mà ông đã có rất là nhiều nghiên cứu bổ sung mới cực kỳ đáng quan tâm, tính sáng tạo vô cùng đáng ngợi khen. Riêng với cái trận thuần pháo thì họ Lý có một cái lòng yêu thích kỳ lạ, tại vì ông thường xuyên đem ra những chiêu mới không biết là đã nghiên cứu từ bao giờ, nhưng mà hiệu quả của nó thì vô cùng đáng kể. Và tại cái chủ kỳ đài này thì đã lâu lắm mà vẫn chưa ai có thể hạ được cái trận thuần pháo này của ông. Và có một cái sự kiện không thể nào quên, vào một ngày đẹp trời tháng 7 năm 1960, đoàn cờ tướng gồm các cao thủ tỉnh Tứ Xuyên nghe tiếng Lý Nghĩa Đình có tổ chức một kỳ quán giao đấu ở Hồ Bắc, cho nên lập tức kéo quân để mà giao lâu. Họ Lý không do dự mà bằng lòng ngay. Tứ Xuyên lúc này cử đệ nhất của mình là cao thủ Trần Đức Nguyên xuất trận. Trần Đức Nguyên lúc này đang ở phong độ đỉnh cao và ở quê nhà Tứ Xuyên của mình thì dường như không còn đối thủ. Cho nên hai vị gặp nhau như là hai thái cực của sự đối công kinh điển và hứa hẹn nhiều đòn đánh đã mắt. Bởi vậy mà sau ván đấu này thì nó được còn kể dưới dạng truyền miệng rất lâu trong dân gian. Còn diễn biến cụ thể sẽ như sau. Tất nhiên là với tư cách đài chủ, Lý Nghĩa Đình sẽ được cầm đỏ đi tiên, còn Trần Đức Nguyên sẽ phải đóng vai kẻ cầm hậu để mở công đài. Lúc này họ Lý gá trung pháo thì Trần Đức Nguyên thuận pháo ngay, và Lý đã chủ động lựa chọn là nâng hoành xe để cho Trần Đức Nguyên mã 8 tấn 7 thì lập tức bình xe qua. Sau khi xe chỉnh bình 8 để mà chốc mã thì mã vẫn nhẹ nhàng vén lên như bình thường, và tới đây thì Trần Đức Nguyên sĩ 6 tấn 5. Và đây là một cái ván đấu nữa thể hiện một cái trường phái khác sau một cái ván đấu rất kinh điển vào năm 1960 mà kênh đã tường thuật ở tập 1. Đó chính là ván đấu giữa Hồ Vinh Hoa và Vương Gia Lương. Trong đó, những cái đường nét khai cục cũng tương đối lạ và đặc biệt ít xuất hiện ở ngày nay. Trong hình cờ này có một cái biến đi rất đáng phải bàn cãi là sĩ 6 tấn 5. Tại vì đây được xem như là những cái cách đi rất yếu trong hệ thống thuận pháo chính quy ngày nay. Còn thay vào đó thì bên đen sẽ có một số cách lựa chọn như là tấn xe để tuần hà, hoặc là chốt 7 tấn 1, hoặc là tiếp tục triển khai chính mã. Còn với cách đi này thì bên đỏ đã đưa ra được một quyết sách để mà có thể áp đảo hoàn toàn hình trận. Cho nên từ đó, sau khi cái sự ra đời rất mạnh mẽ của các phần mềm cờ tướng đương đại, thì những cái biến đi này không còn được các cao thủ ưa thích sử dụng nữa. Trong hình cờ này thì một cái cách đối phó rất đơn giản của bên đỏ là tiếp tục triển khai quân như bình thường, chốt 3 tuần 1, rồi sau đó triển khai chính mã, và hoặc là nâng tiếp một hoành xe, hoặc là lúc này bình pháo để lộ đầu chủ lực. Hình trận của bên đen vẫn ở vào thế hạ phong hoàn toàn, tại vì quân lực chưa hề có bất cứ cái sự nguy hiểm nào lại bổ sĩ ngay lập tức, thì đây là một cái điều nên tránh trong giai đoạn khai quân. Nhưng nói như vậy là không có nghĩa đang còn chê bai ai. Bản thân tôi chỉ muốn làm rõ cái sự phát triển của cờ tướng từ ngày xưa cho tới nay. Còn cả hai, Lý Nghĩa Đình và Trần Đức Nguyên đều là những hào thủ mà cái sự đóng góp to lớn của họ đối với sự phát triển cờ tướng như ngày nay là không thể nào bàn cãi. Còn trong thực chiến tiếp theo thì Lý Nghĩa Đình lập tức tuấn xe. Với mục đích là gì? Sẵn sàng bình sang lộ 8 để uy hiếp mã. Một cái trận thức rất quen thuộc mà nó chỉ còn lưu hành ở các kỳ thủ giang hồ ngày nay yêu thích. Sau khi mã 2 tấn 1 là một cái lựa chọn bắt buộc thì bèn lập tức dùng chốt tấn lên để phong tỏa ngay. Cái nước mở binh biên này liên quan đến rất nhiều về ý đồ chiến thuật của Lý Nghĩa Đình. Tại vì thứ nhất là hạn chế đường ra của mã, từ đó đã vô tình hãm được xe pháo mã ở cánh phải của Trần Đức Nguyên, hoàn toàn rơi vào cảnh bị động.
Tại vì con C6 này sẽ phát huy tác dụng tối đa, sẵn sàng còn phục một nước nữa là C6 bình 8. Và chắc chắn là hình trận của bên đen rất khó để mà triển khai quân. Và thứ hai nữa, cũng sẵn sàng nhường đường cho quân mã chủ lực còn lại vén lên biên và sau đó xuất động hoành xe. Thì đây cũng là những cái lựa chọn quá đỗi thường tình của cái thế trận đã biến chiêu, không còn nằm trong hệ thống chính quy được nữa. Còn trong thực chiến, lúc này thì Trần Đức Nguyên tấn xe để Thuần Hà và Lý Nghĩa Đình như đã định lập tức vén mã lên biên. Và lúc này thì Trần Đức Nguyên C8 bình 6. Để mà có thể giải thích được trọn vẹn lý do vì sao họ Trần lại đi ra một cái nước điều quân tưởng chừng như rất thừa thải này, e rằng rất khó để mà hợp lý và lọt tai người nghe. Tại vì nó chỉ còn lại đúng một cách nói duy nhất là đang còn phục nước tiếp theo, chốt 7 tấn 1 để mà thông quân. Tại vì trong hình cờ này hầu như là tam quân xe pháo mã đã bị hãm vào cảnh bị động. Ngoài ra thì quân mã lộ biên này không bao giờ có thể tìm thấy được ánh mặt trời. Cho nên lập tức dùng chốt 7 tấn 1 để mà thông quân mã còn lại cũng như là hạn chế lấy tiềm lực của đối phương cũng là điều dễ hiểu. Cho nên lập tức C8 bình 6 để mà không bị che mất cái đường phòng thủ của chủ lực này. Và tiếp theo thì Lý Nghĩa Đình nâng hoành xe và Trần Đức Nguyên pháo 2 tấn 2 quyết định là rời bước đổ hình cũng như là đang còn phục pháo 2 bình 3 để mà đánh chết tượng rất đỗi thường tình, chỉ cần khắc chế bằng một nước đi duy nhất là chốt 7 tấn 1 và Trần Đức Nguyên pháo 5 bình 4. Rõ ràng đây là một nước đi phòng thủ sâu xa và cực kỳ bị động đối với hình cờ mà bên đỏ đang còn dành tặng sẵn. Trong hình cờ này bên đỏ rất linh động vào đường xa, cho nên lập tức xe chính bình 2 cũng đủ để mà uy hiếp lên mã, cho nên trung pháo trong hình cờ này đã gần như vô tác dụng. Và từ đó khoét sâu vào điểm yếu duy nhất này thì cũng đủ để bên đen vỡ trận. Cho nên họ Trần sau một hồi tính toán thiệt hơn thì bèn lập tức rời bước đổ hình, chấp nhận là trao tặng thế công như vũ bão cho bên Lý. Và hình cờ đã thực sự trở nên rất khó chịu từ những cái nước đi này. Và lựa chọn trong thực chiến của Lý Nghĩa Đình là vẫn theo khẩu quyết C8 bình 2. Thì Trần Đức Nguyên bình pháo để đánh xe trước, xe lại bình ra. Mặc dù là kê hai pháo để mà đánh chủ lực, nhưng mà chúng ta có thể thấy rõ để mà vận thẳng hai quân pháo đứng trên một nòng dọc này thì phải tốn đến hai nước đi. Nhưng mà lúc đó thì bên Lý Nghĩa Đình chỉ cần một bước mà thôi, C6 bình 8 vẫn không hề ảnh hưởng gì nhiều về mặt chiến thuật. Lúc này mục đích là gì? Xe lộ 1 và quân mã được ngừa trên nó buộc phải đứng chôn chân. Cho nên tính toán thiệt hơn, chỉ cần đặt lên bản cân cũng đủ thấy Trần Đức Nguyên đang tự dần dần trao tặng những nước quý báu dành cho Lý Nghĩa Đình. Và tiếp theo lựa chọn của ông là thoái pháo 1, một cái nước phòng thủ bị động nữa để mà giữ được hàng ngang chốt. Nhưng có phải là lo quá xa hay không, hay là đang còn thủ sẵn C6 bình 4 tập trung hỏa lực để mà công kích vào sĩ, thì đây cũng là một cái hướng đi duy nhất để có thể phát triển quân trong cái tình huống này. Và lúc này thì Lý Nghĩa Đình đã đạt được những nguyện vọng ban đầu về mặt chiến lược, cho nên lập tức triển khai quân vô cùng nhàn nhã, phi mã bản hà. Và sau khi Trần Đức Nguyên gá tượng một cách rất bị động lại một cái nước phòng thủ quá xa nữa, thì Lý Nghĩa Đình đã chớp lấy cơ hội tràn xe lên cửa hà. Đây thực sự là một cái mắt xích rất quan trọng trong cái hàng tuyến phòng thủ của bên đỏ. Tại vì nếu không thì bên đen chỉ cần một bước là C6 tấn 1 chiếm lấy con đường rất quan trọng này. Lúc đó bên đỏ sẽ lợi bất cập hại. Tại vì thứ nhất là con xe lộ 2 này tìm rất là khó khăn mới có thể ra được một cái điểm chiếm đóng. Trên cái trục 2 thì hầu như không có cái vị trí nào thích hợp cả. Và thứ hai nữa là cái hàng chốt của bên đỏ sẽ bị quấy rối. Nếu như phi tượng lên thì e rằng sẽ gặp nguy đối với đối pháo, sẵn sàng tấn lên để mà kẹp nách. Và đây là hình cờ nếu như chúng ta chỉ cần bỏ ra một chút ít thời gian để mà chiêm nghiệm, hoàn toàn có thể nhận thấy kết cục thảm thương của bên đen. Thứ nhất là xe mã ở cánh phải không thể nào động đậy, đôi pháo đã vào vị trí và chắc chắn rằng cũng không thể nào mở binh một cách tùy tiện là chốt 7 tấn 1. Điều này không hề có bất kỳ ý nghĩa gì về cái mặt chiến lược. Tại vì quân mã lộ 7 của mình thì sau khi mở binh cũng không thể nào tiến thoái đi đâu cả. Lúc đó sẽ tạo điều kiện cho bên đỏ chém thẳng lấy trung lộ và tạo ra một mối nguy ở cánh trái lúc này đã trở nên rất mỏng manh. Và thứ hai nữa, sau khi chốt 7 tấn 1 thì bên đỏ cũng chẳng ngại ngần mà tấn chốt thông đội và đưa thêm một quân nữa vào trận. Rõ ràng là hình trận của bên đen sẽ tự chuốc lấy thê thảm, cái chết lại càng cận kề. Bởi vậy mà rất dễ dàng chúng ta cũng có thể luận ra cái nước tiếp theo của Trần Đức Nguyên bắt buộc phải đi là tấn pháo, tìm ra một cái đường hướng tấn công mới.
Có vẻ như là cái khó lại ló cái khôn. Trong hình cơ rất bí bách thì Trần Đức Nguyên đã tung ra một nước đánh có một cái tương lai rất gợi mở, sẵn sàng phục nước là phó bốn bình hai để tạo ra hình trận kiềm chế rất khó chịu đối với bên đỏ. Cũng như lúc này chỉ cần phục nước là pháo tấn 1 và sau đó bình xe qua tạo ra một trạng thái mãnh công vào cánh trái này. Và thứ hai nữa, nếu như bên đỏ phòng thủ trước với chiêu đó thì sẵn sàng pháo 4 bình 7 kê vào sâu chân mã. Mục đích là gì? Đánh lại chốt và tạo ra một cái trạng thái kiềm chế có thể đánh đổi. Nhưng trong thực chiến, sau khi Lý Nghĩa Đình phát giác ra âm mưu thứ nhất là lập tức thoái pháo 1 để ngăn cản thì Trần Đức Nguyên lại thoái pháo để mà chốc mã, chấp nhận bỏ qua cơ hội này. Mục đích là gì? Bắt buộc bên đỏ phải lặn lội con mã cực kỳ vất vả, thoái lui về vị trí ban đầu, rồi lúc này ung dung thoái pháo về vị trí cũ. Vậy là sau những nước điều quân vô cùng vất vả thì Trần Đức Nguyên đã đạt được mưu đồ của mình, nhưng mà lại tái lập hình cờ như cũ, tấn pháo lên để mà quấy rối hàng tuyến phòng thủ của đối phương, bắt buộc pháo đã không còn ở vị đẹp, mã thì buộc phải chôn chân ở vị trí xuất phát. Nhưng mà trong hình cờ này, một cái suy nghĩ quá cầu toàn khiến cho Trần Đức Nguyên đã tự hạn chế cái đường ra của mình là thoái về để mà giữ lấy chốt biên. Tất cả những điều này cũng chỉ là phục vụ cho một mưu đồ rất lớn về mặt chiến thuật, đó là phải kích đổi bằng được chủ lực để mà giảm bớt áp lực mình đang còn gánh phải. Và nhận ra cái điểm này không hề mấy khó khăn, Lý Nghĩa Đình một bước là thoái xe, vừa cản lấy mã, đang còn phục một nước đánh rõ như ban ngày là dùng mã đoạt lấy chốt và giành hẳn thực lợi, cũng như trạng thái kiềm chế này vẫn còn tồn tại như cũ. Đây là một cái lối suy nghĩ rất đơn giản nhưng mà hiệu quả thì không kém phần một chút nào. Sau khi Trần Đức Nguyên bình xe ra để mà đe dọa lấy sĩ thì sĩ gá lên và như khẩu quyết đỏ lập tức tấn xe để kích đổi. Và chẳng còn cái lựa chọn thứ hai, Lý Nghĩa Đình dùng xe để chém ngay, chấp nhận cho pháo tấn lên. Và lúc này nước tiên vẫn được lợi trắng bởi đòn tiếp theo, mã 8 tấn 7 đoạt lấy chốt, giành lấy thực lợi đầu tiên cũng như đang chốc pháo. Thì một công đôi chuyện, lúc này pháo bình qua, vừa phục là thoái lui để giải phóng áp lực, thì chuyện đó không thể nào thực hiện được nữa. Họ Lý chỉ cần một bước là phóng mã cản lấy mắt tượng. Những cái chiêu thức này của bên đỏ thì không hề lạ lẫm một chút nào, nhưng mà chắc chắn sẽ gây ra một cái sự tò mò đối với khán giả. Tại vì trong hình cờ này, một cái chiêu thức rất quen nữa là bên đen hoàn toàn có thể thoái pháo, một công đôi việc, vừa cản lấy đường phát triển của xe chém thẳng vào tượng, và thứ hai nữa là cô luôn được quân mã lộ 6 này, buộc nó đã rơi vào hiệp địa, và từ đó có thể ung dung vận pháo một cách đầy uy lực, thoái lui cũng đủ để lấy mạng ngay. Vậy bên đỏ có thủ sẵn chiêu thức hung hãn gì mà trong thực chiến thì Trần Đức Nguyên không dám đi theo cái biến này? Thực ra rất hòa hợp, đôi pháo đang còn lệch nhau. Đây là một chi tiết mà chúng ta cũng cần để ý kỹ. Trong hình cờ này thì bên đỏ chỉ cần rời bước đổi hình một cách rất hiệu quả, nhằm thẳng vào tượng. Nếu như pháo thoái lui thì tiếp tục trồng thêm một quân nữa. Và tới đây thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy được cái kết cục bi thảm của đen nếu như đi theo cái biến vừa rồi. Rất là khó khăn. Một cái lựa chọn duy nhất để mà giải sát cho tường chỉ có thể là thoái sĩ, ngay lập tức chủ lực của lộ 4 này ra đi, và một cái thế công như vũ bão xác lập một cái chiến thắng chỉ cách đúng hai bước chân. Nhưng chính đôi pháo lệch này cũng tạo ra một nguy cơ mà bên Trần Đức Nguyên có thể lợi dụng, đó là gì? Vẫn bình thường thoái pháo, đang còn chốc lấy mã, bắt buộc bên đỏ phải dùng xe chém thẳng vào trung tượng mồi đời ngang quân, rồi lúc này chỉ cần một bước là bình pháo để nhòm lấy tượng. Xem ra thì cái nước điều pháo trước đó của Trần Đức Nguyên cũng không phải là đơn giản, đã tự dưng tạo cho bên đỏ tự trói tay chân của mình, không thể nào phòng thủ trọn vẹn với việc mất tượng đang còn đe sát. Và một cái lựa chọn tất nhiên là không thể nào thoái sĩ của bên đỏ, bởi vậy mới tạo ra cái sự thú vị đến tột cùng của ván đấu này. Ví dụ như là thoái sĩ chẳng hạn, thì ngay lập tức bên đen chẳng cần ngần ngại mà chém lấy tượng ngay. Sau khi sĩ tấn thì lại chấp nhận đổi quân và xe bình ra, thì bên đen dễ dàng để mà chiếm lấy tiên cơ bằng cách là bình ra chốc lấy pháo. Và cho dù là bên đỏ có tấn công bằng trời đất gì đi nữa, tấn pháo lên chiều tường chẳng hạn, thì sĩ năm chỉ cần tấn 6, xe và pháo không thể nào phối hợp liên công tạo ra bất kỳ cái hình trận đe dọa nào. Bởi vậy mà bên đen dễ dàng phát triển và chiếm lấy ưu thế cho bản thân. Có thể nói là đôi cao thủ đang trình diễn một cái ván đấu quá đẹp mắt, liên tục tranh đoạt ở một cái tầm rất cao, không thể nào lận theo kẽ thường tình để mà biết được cờ đang còn về tay của người nào.
Cho nên sau một cái nước vận pháo đầy uy lực thì đủ lượng chất sẽ đổi, tạo ra một cái cuộc đảo chính rất bất ngờ mà Lý Nghĩa Đình gần như không còn chỗ để mà trở tay. Nhưng may thay, ông lại quyết tâm bình pháo để thế không. Và chắc chắn rằng Trần Đức Nguyên chẳng cần do dự mà đoạt lấy pháo ngay, chấp nhận cho bên đỏ lúc này muốn ngang quân thì phải đoạt lấy mã. Và mặc dù phải mất tượng gãy đi cái hàng tuyến phòng thủ không còn trọn vẹn như ban đầu, nhưng Trần Đức Nguyên vẫn thu về một cái lợi trắng đã rõ. Ngoài việc là hơn chủ lực ở lộ 7 này thì còn đoạt mạng được quân mã lộ 6 mà rất vất vả họ Lý mới có thể tràn qua để chiếm vào một cái vị trí rất đắc lợi. Vậy là sau một cái hồi quần thảo dữ dội, mặc dù là kẻ cầm hậu nhưng mà Trần Đức Nguyên đã tận dụng một cái ưu thế rất tốt, đó chính là bên đỏ tự xác lập một cái bẫy cho bản thân, cho nên lập tức bình pháo để nhòm tượng và từ đó đoạt trắng một quân chủ lực. Nhưng vấn đề làm sao để mà đưa quân lực của mình vào cái vị trí tốt hơn thì đó mới thực sự là chiếm ưu rõ rệt. Còn trong hình cơ này thì Lý Nghĩa Đình với một xe và một pháo không thể nào liên công, cho nên phải tìm cách để đưa mã lộ 2 vào nhập cuộc. Thì đây cũng là một khẩu quyết vô cùng cần thiết. Và trong thực chiến đầu tiên là Lý Nghĩa Đình dùng pháo để chém lấy chốt và chấp nhận là phế sĩ, ngoài ra nó chẳng còn bất kỳ cái đường đi nào cả. Và tiếp theo thì Lý Nghĩa Đình mã 2 tấn 3, tất nhiên là đang còn phục nước dùng chốt 3 tấn 1 để mà có thể thông quân. Và lúc này thì Trần Đức Nguyên bình xe và Lý Nghĩa Đình vẫn dùng chốt tấn 1, thì Đức Nguyên tấn xe để tuần hà, hình thế đã có phần nào đó nhẹ nhõm hơn. Nhưng mà sóng gió vẫn chưa thực sự qua đi. Trong cơn này biết rằng là xe 2 chuẩn bị bình 5 để đánh đổi trung pháo, và từ đó ưu thế của bên đỏ sẽ không còn nữa. Chắc chắn rằng với cái việc hơn quân thì hình trận của bên đen dễ dàng để mà công thủ hơn. Nhưng chuyện đó vẫn chưa thể nào thực hiện một cách trọn vẹn, tại vì Lý chỉ cần một bước là thoái pháo. Và lúc này thì Trần Đức Nguyên bình pháo, đây là một cái mắt xích cực kỳ quan trọng, bắt buộc bên đỏ phải đối phó ngay, đó là phải phi tượng lên. Còn nếu không thì đen chỉ cần rời pháo trước ra để mà cản lấy tượng, chắc chắn là hình trận của bên đỏ sẽ phải vô cùng vất vả. Đôi pháo, một quân thì đã áp sát cửu cung, một quân thì bắn từ đằng xa, và lúc này còn có xe trợ công không cần lấy mã vẫn có thể tạo ra một cuộc viễn chinh mà bên đỏ tự mình rơi vào cảnh vất vả. Còn lúc này thì Trần Đức Nguyên bình pháo cản tượng đe sát thì tượng chỉ còn một bước là ném lên biên, rồi lúc này bình pháo ra một cách đầy hung hãn, tựa như là bỏ mặc cái sự hơn thua, quyết một trận sống mái đến cùng. Mỗi người thì công vào mỗi cánh, ai nhanh hơn thì sẽ về đích trước vậy. Và trong hình cơ này tất nhiên là Lý Nghĩa Đình dùng xe để chém lấy sĩ, làm một cái mắt xích cực kỳ quan trọng, không phải là ăn được 1/2 hàng tuyến phòng thủ, mà lúc này còn mở đường rất tuyệt vời, mã 3 tấn 4, và lợi dụng rất triệt để vào ưu thế pháo khống của mình. Hình trận của bên đen lúc này lợi có đủ để bù đắp lấy thiệt hại hay không? Hồi sau chúng ta sẽ được trả lời ngay. Và tiếp theo thì Trần Đức Nguyên lại dùng chốt tấn 1 để thông đổi, và lúc này thì Lý Nghĩa Đình tất nhiên phải dùng chốt ăn lên thì xe lại bình qua. Và nếu như chúng ta phân tích đến cùng thì mới biết rằng cái nước mà thông đổi chốt này của Trần Đức Nguyên là cực kỳ yếu ớt và chậm chạp, tại vì biết rằng là đang còn thủ sẵn âm mưu tiếp theo, sẵn sàng sau khi Lý Nghĩa Đình tràn mã lên hà để mà gia tăng áp lực vào trung lộ thì lập tức tấn pháo để chiếu. Và nếu như tượng đối phương thoái lui thì chỉ cần một bước là thoái pháo để kích đổi, từ đó hình trận bên đỏ cũng đủ để mà buông quân xin thua. Nhưng mà không hề đơn giản, lúc này Lý Nghĩa Đình tung ra một cái đòn đánh phòng thủ đầy uy lực, đó chính là tượng 5 thoái 7. Tại vì với trạng thái này thì bên đen mặc dù là có thể tấn công rất mạnh vào cánh trái bằng song pháo và đơn xe, nhưng mà thực ra bên đỏ chỉ cần hóa giải một cách rất đơn giản là nếu như đen dùng xe chém tượng thì chỉ cần bình tướng ra ngoài dạo chơi và chẳng còn tồn tại bất kỳ cái mối nguy hiểm nào nữa. Ngược lại, nếu như bên đen dùng pháo chém lấy tượng thì là một nguy cơ không thể nào dẹp bỏ, tại vì tướng chỉ cần thượng lên và để đối phó với nước sát đang còn chờ sẵn là mã chuẩn bị tuần lên, bên đen cực kỳ vất vả. Nếu như dùng pháo thoái lui để chiếu tường chẳng hạn, sĩ chỉ gần gá lên, không có bất cứ cái sự hiểm nguy nào. Dùng xe chém sĩ thì sát cuộc đã rõ ràng như ban ngày là mã nhảy thẳng vào trung tâm. Nếu như sĩ tấn thì xe chỉ cần tấn 2 để mãnh công. Còn nếu như tượng tấn thì lúc này cũng chẳng toàn thây, mã chỉ cần quăng một phát để mà hạn chế đường ra của tường đang còn chiếu. Và tiếp tục, xe tấn 2 cũng đủ để hình thành tuyệt sát. Cho nên tới đây thì Trần Đức Nguyên phi mã.
Thực ra đây không phải là một nước đánh mang hàm ý tấn công, mà thực ra nó chứa nội lực về cái mặt phòng thủ nhiều hơn. Tại vì chắc chắn rằng cái tốc độ tấn công thì bên đỏ sẽ nhanh hơn, và ngoài ra nếu đưa quân mã vào tập trung ở cánh trái thì lúc này bên đỏ vẫn giải quyết rất đơn giản, bình tướng ra ngoài và qua mọi cơn hiểm nguy, lại phải vất vả điều quân theo từ đầu nữa. Mà nó đang còn phục nước là mã 2 tuần 4 để mà đe lấy trung pháo. Đây là cốt lõi của mọi vấn đề, là một cái ung nhọt bắt buộc Trần Đức Nguyên phải tiến hành nhổ ngay nếu như không muốn nó phát triển lây lan. Còn mọi sự lúc này gần như đã ngã ngũ, một cái thế công quá tuyệt vời không thể nào đẹp hơn được nữa. Lý Nghĩa Đình chỉ cần một phát nhảy thẳng mã vào trung cung. Và một trong hai cái sự lựa chọn mà bên đen có thể xem xét, thứ nhất là pháo 3 bình 5, thứ hai nữa là bổ sĩ. Còn nếu như gá tượng thì chắc chắn sẽ không toàn thây, mã 5 chỉ cần tấn 3 và sau đó ủi thẳng xe để tuyệt sát. Và lựa chọn đầu tiên liệu rằng có thể gá pháo vào trung tâm hay không? Vô cùng thê thảm. Mã 5 vẫn tấn 3, đang còn đe dọa là tấn xe 2 để sát, vừa đang còn chống đỡ lấy nước chiều thì bắt buộc bên đen chỉ còn lại đúng một lựa chọn là phải bình pháo ra để cản mã. Ngay lập tức tướng sẽ xuất để mà trợ công, đang còn đe dọa là tấn 2 để tuyệt sát, bởi vậy mà phải thượng tướng lên. Lúc này xe chẳng ngần ngại mà tấn 1 để chiều, rõ ràng là tướng chỉ còn lại một cái lựa chọn là phải leo lên lầu 3. Và lúc này thì sát cuộc đã được lộ thiên, mã 3 thoái 5 để chiều trước, tướng phải bình ra, rồi lúc này bình xe để tướng và sát ngay. Cho nên tới đây thì Trần Đức Nguyên bắt buộc phải tính ra cái lựa chọn còn lại là sĩ 4 tấn 5. Thế lúc này xe chỉ cần bình ra đang còn đe sát, với uy lực của mã đứng ở sừng sững, không thể nào xem xét tới phương án lệch tướng mà bắt buộc phải tượng 3 tấn 5. Thì lúc này xe vẫn tấn lên để chiếu trước, bắt buộc sĩ phải thoái, rồi lúc này chỉ cần một bước phi mã đang còn chiều tướng cũng như là nhòm lấy nước tiếp theo, xe 2 bình 4 chém sĩ để tuyệt sát, bắt buộc tướng chỉ còn lại một lựa chọn là bình ra, chạy trốn vô cùng vất vả. Thì xe vẫn đoạt sĩ như thường, tướng thượng lên rồi tiếp tục bình qua chốc lấy pháo. Chẳng còn nhiều cái sự lựa chọn, lúc này xe phải thoái 2. Và đây là một cơ hội tuyệt vời để cho Lý Nghĩa Đình ép Trần Đức Nguyên phải lên sân thượng, lập tức tấn mã, bắt buộc tướng phải thượng, rồi tiếp tục bình xe, là một cái nước kiềm chế rất có uy lực nữa, mà khiến cho toàn bộ cảnh của bên đen sẽ rơi vào một cái trạng thái không thể nào thê thảm hơn được nữa, là bắt buộc phải bình pháo qua. Và đây là hình cờ mà nếu như chúng ta ngẫm kỹ thì chỉ với tam quân xe pháo mã hoàn toàn có thể tạo ra một sát cục ưng ý và đã mắt. Đầu tiên là chỉ cần mã 4 thoái 2. Trong hình cờ này nếu như đổi xe chuyện gì sẽ diễn ra, rất khó để phòng thủ trước với nước. Mã 2 thoái 3 đạp chốt, tiến hành phế chủ lực. Lúc này còn đang phục là mã 2 chuẩn bị thoái 3 để mà sát ngay. Cho nên bắt buộc bên đen phải tấn mã lên để phòng thủ thì cũng bị hở đòn, tại vì mã 3 cũng tấn 4 để mà hình thành sát cuộc ngay. Cho nên trong hình cờ này thì bắt buộc bên đen phải phòng thủ trước là mã 2 tấn 4, rồi sau đó mã bên đỏ thoái lui thì buộc lòng phải phi tượng đi chỗ khác để nhường đường cho tướng có thể vào trung cung. Thì chuyện đó vẫn chưa thể nào qua khỏi, không phải là một cái liều thuốc đặc trị với căn bệnh ung thư. Lúc này chỉ cần thoái mã một cách đầy linh hoạt, bắt buộc mã phải nhảy lui, rồi lúc này đoạt lấy mã và vẫn còn răng ra một cái thủ đoạn là tấn pháo chiếu để bắt lấy chủ lực, cho nên tướng lập tức phải bình vào trung lộ. Lúc này thì xe chỉ cần theo để chiếu trả, và nếu như tướng bình qua lộ nào thì chỉ cần cắm pháo cũng đủ để sát, và chưa kể là bắt chết chủ lực ở đây, cho nên buộc lòng phải theo pháo. Thì ngay lập tức mã sẽ quăng để chiều tướng, và cho dù tướng bình đi bất cứ cái lộ nào thì sát cuộc vẫn được tồn tại như cũ. Ví dụ là tướng 5 bình 6, lúc này chỉ cần chiều tướng trước, rõ ràng là pháo phải theo, rồi lúc này thoái pháo. Biết rằng là đang còn phục nước, mã thoái lui vào trung tâm để sát, nhưng mà không hề có bất kỳ cái phương án nào để chống đỡ. Nếu như tấn xe lên để cản, ngay lập tức mã vẫn quăng và tạo sát như thường. Một cái hình cờ quá thú vị. Còn trong thực chiến, lúc này thì Lý Nghĩa Đình có đi khác một chút. Đầu tiên là tấn chốt để thí không, và Trần Đức Nguyên chấp nhận là dùng tượng chém lên để cho Lý thực hiện được mưu đồ của mình là điều pháo. Lập tức bình ra để đe dọa, và cực kỳ sai lầm, Trần Đức Nguyên lại thoái tượng. Và đây là một hình cờ mà bên đỏ có thể tốc sát rất đơn giản, cho nên tôi đã để lên trang Facebook để các bạn có thể thảo luận một chút. Chỉ cần dưới 5 nước cũng đủ để tạo ra sát ngay. Vậy đó là gì? Thực ra chỉ cần dùng mã đoạt lấy pháo. Trong hình cờ này đang còn phục là mã 6 thoái 4 cũng đủ để sát ngay, cho nên bắt buộc bên đen
phải thoái mã để đánh xe, còn không thể nào tiện tay mà dùng xe chém lấy mã. Và lúc đó thì bên đỏ sẽ bình pháo ra để chiều tướng bắt nốt con pháo lỗ 1. Chỉ còn lại một con mồi rất ngon là đơn mã, chẳng khác nào là tự xin thua, còn tiếp tục đánh chẳng khác là giày vò lấy bản thân. Còn trong hình cờ này thì bên đỏ còn có một cái nước đánh cực kỳ cao thâm là thoái mã để chiều. Chắc chắn là mã không thể nào thoái lui đoạt xe, lúc đó mã 8 sẽ thoái 6 để tuyệt sát, cho nên buộc lòng phải chêm xe. Thì vẫn còn một kẽ hở để bên đỏ có thể phô diễn tài năng của mình là mã 8 tấn bay. Và chuyện gì đến đã đến, các bạn có thể tự luận ra kết cục cực kỳ bi thảm của quân tướng đã leo tận sân thượng này. Còn diễn biến trong thực chiến sẽ có hơi khác một chút. Lúc này, sau khi Trần Đức Nguyên thoái tượng, thì Lý Nghĩa Đình bèn thoái pháo, mục đích là đe dọa vào sĩ để sát, cho nên bắt buộc mã phải tấn lên chốc pháo, thì rất hung hãn Lý Nghĩa Đình lại tấn chốt để thế không. Và với một cái lối đánh hoa mỹ, tiến hành phế lần lượt những quân chủ lực để tạo ra một cái sát cuộc kinh điển. Đây cũng là một cái phong cách sở trường của Lý Nghĩa Đình để mà dọa cho đối thủ phải khiếp sợ. Và tuyệt nhiên sau ván đấu này thì Trần Đức Nguyên không thể nào dám chơi thêm bất kỳ một cái trận nào nữa. Sau khi mã chém lấy pháo thì chốt tiếp tục nhập cung, và mã thoái lên thì chốt lại tấn, đang còn đe dọa sát thì mã lại thoái lui, tưởng chừng như đã kịp nhưng mà không. Lúc này rất hung hãn, mã 4 thoái 2. Và để mà giải phóng áp lực thì Trần Đức Nguyên bèn thoái xe để mà kích đổi. Nhưng đây là một cái tính toán rất vẹn toàn, Lý Nghĩa Đình chỉ cần một bước theo cái sát cục ở trước là mã 2 thoái 3 đạp lấy chốt. Và ngay lập tức Trần Đức Nguyên buộc phải buông quân xin thua, và toàn bộ đội cờ của Hồ Bắc phải rút quân, không còn ai dám chơi thêm bất kỳ một cái ván nào với họ Lý nữa. Thực sự quá kinh điển, tại vì đi kiểu gì đi nữa, dùng xe chém lấy thì bên đỏ vẫn tạo sát bằng cách là dùng chốt chém lấy tượng, sau khi mã thoái lui thì lại thoái mã để mà tạo ra sát cục như thường. Thực sự quá cao. Vừa rồi là một cái ván đấu rất hay và kinh điển nữa, nằm trong cái chùm 72 ván đấu công sát kinh điển của mọi thời đại mà Cửa Tướng Đam Mê sẽ chọn ra để tường thuật. Nếu như cảm thấy thú vị thì các bạn đừng quên like, chia sẻ cũng như là đăng ký để đón chờ tập tiếp theo là tập 3, hứa hẹn là một cái trận chiến mãn nhãn. Và đây cũng là ván cờ do một bạn có tên Facebook là Nguyễn Văn Thông đã gửi đến cho Cửa Tướng Đam Mê. Một lần nữa xin cảm ơn bạn. Và lời cuối cùng thì xin chào và chúc các bạn sức khỏe.